Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay thì em Khánh lại lên sóng giới thiệu tới toàn thể quý vị và các bạn một mẫu xe 7 chỗ gầm cao, máy thoáng và cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Đấy, dòng xe Ford Everest, máy dầu, turbo tăng áp, lại phiên bản số tự động nữa, rất là dễ đi. Mẫu xe này thì rất là phù hợp cho gia đình sử dụng, đi lại đông người và có thể chạy dịch vụ vì máy dầu rất là tiết kiệm nhiên liệu. Hiện tại thì dầu diesel đâu đó chỉ khoảng 17.000 thôi, mà một chiếc xe với trang bị động cơ 2.5 turbo này thì mức tiêu thụ nhiên liệu của em nó chỉ khoảng hơn 7 lít một chút thôi, máy dầu hơn 7 lít dầu thôi. Đó, vì dòng mặc dù là trang bị động cơ 2.5 nhưng dầu trong dầu thì nó nhiều năng lượng hơn là máy xăng, và dòng máy dầu này thì đi đường trường rất là hay, xe dẫn động cầu sau. Dẫn động cầu sau nhá. Đấy, đặc điểm của những dòng xe mà đi đường trường, dẫn động cầu sau thì rất là hay. Đó, sơn xi màu đây là màu bằng cát các bạn nhá, bằng cát. Lốp lắp rất là mới các bạn này. Đó. Lốp lắp dây bích. La răng đúc 4 bánh, phanh đĩa ABS. Bản này thì trang bị la răng 16 inch. 16 inch. Cua lốp này cực kỳ là ok luôn. Giá lóc để hàng ấy. Đây, hệ thống đèn côn. Xe này thì trang bị công nghệ đèn halogen cả trước cả sau. 21A04096, biển này là biển Yên Bái các bạn nhé, biển Yên Bái. Xe này thì còn trang bị cả màn hình cam nùi nữa, rất đầy đủ hệ thống phao chỉ đây, nguyên bản các bạn. Ba hàng ghế, ba dàn điều hòa, hàng ghế thứ ba đây ngồi rất thoải mái luôn các bạn nhé. Thời điểm kinh tế khó khăn này, máy dầu tiết kiệm nhiên liệu lại chở được 7 người với cái tầm giá hơn 200 thì cũng khá là phù hợp. Đấy, nội thất ghế da nguyên bản, trần lì nguyên bản. Đó, cửa đóng rất là chắc, lốp dự phòng lốp treo nhé. Forest này lốp treo. Đấy, màn hình cam lùi này. Đây là phần gầm bệ đây các bạn nhé. Đó, sàn xe cực kỳ đẹp luôn. Dòng xe dẫn động cầu sau, đi đường trường thì miễn bàn luôn. Gầm bệ chắc chắn không hề mục mọt gì cả, chỉ có dấu vết thời gian thôi. Vâng, quý vị và các bạn mà mới xem video của em lần đầu thì nhớ đăng ký kênh cho các em để được cập nhật cái mẫu xe mới nhất và điện thoại quý vị và các bạn em đưa lên. Cũng các bạn theo dõi kênh để tìm cho mình gia đình một mẫu xe phù hợp với nhu cầu đi lại, với cái tầm tài chính của gia đình. Đấy, chiếc xe này thì rất là đa năng. Dòng xe Forest này là cực kỳ là lì lợm, một trong những mẫu xe nối đồng cua đá ở Việt Nam. Các bạn nhìn phao chỉ đây, quá đẹp, không đâm xô, không tai nạn, máy số zin nguyên bản. Xe cực kỳ lì lợm. Đó, chỉ có một chút là cái ghế da nguyên bản sử dụng lâu ngày nó ấy một chút thôi. Ghế da này thì các bạn có thể bỏ ra vài triệu thay bộ ghế da mới thì ngon luôn. Đấy, thảm trải xịn sò, nhưng ghế da này thì vẫn ngồi bình thường, không có vấn đề gì cả, cũng chỉ để ngồi thôi. Năm nay kinh tế khó khăn và dự đoán thì sẽ còn khó khăn 1 đến 2 năm tới nữa. Thì những chiếc xe bền lành, tiết kiệm nhiên liệu khá phù hợp. Bền lành và rộng rãi. Ốc ếch bản này chưa giờ đụng đến Calemolet. Ghế da đục lỗ xịn luôn. Đấy, thảm trải xịn sò. Bản này trang bị hai túi khí, một cho người lái và một cho phía đền phụ. Màn hình là cam lùi. Đấy, phiên bản số tự động. Hộp số 4 cấp hỗ trợ leo dốc đổ đèo số D321. Bật lên xuống còn rất là đẹp nha các bạn nhé. Bật lên xuống rất là đẹp. Forest 2008 phiên bản là số tự động, một cầu, máy dầu, turbo tăng áp 2.5 lít. Hạn đăng kiểm là tháng 7/2023. Bên em sẽ bớt cho quý bạn về quý bạn đăng kiểm nhé. Dòng xe này đăng kiểm là 1 năm. Đâu đó khoảng 1,9 triệu, 2 triệu thôi. Lốp lắp rất là mới này.
Vâng, hiện tại thì chiếc xe đang có mức giá đề xuất là 292 triệu đồng. Bớt thêm đăng kiểm 2 triệu thì bạn còn 290 triệu đồng, bên em bao hồ sơ cho quý bạn ra tên nhé. Đó. Còn nếu quý các bạn mà muốn ra tên trọn gói thì thêm 57 triệu nữa. Em sẽ ra tên chỉ việc về đổ xăng, đổ dầu mà chạy thôi. Đó. Xe gầm rất cao. Với cái dòng xe máy này, máy dầu này, nó lổ nó sẽ to hơn máy xăng, nhưng ngược lại thì cái hệ thống cách âm khá là tốt, cho nên ngồi trên xe nó cũng không nghe thấy gì cả. Đó. Đi vẫn rất là êm. Cửa đóng rất là chắc chắn, hệ thống phào chỉ đây cực kỳ là đẹp luôn. Một chiếc xe không có điểm gì chê cả. Đó, cái tầm giá thời điểm này là khá là hợp lý rồi. Hai trăm chín mươi hai triệu đồng bao đăng kiểm, bao hồ sơ cho quý các bạn. Túi khí trên vô lăng này, đó, gương khí chỉnh điện, đó. Màn hình này có cả tích hợp GPS, hệ thống thẻ nhớ và GPS nhé, hướng dẫn chỉ đường. Đó, màn hình cam lùi. Đấy, phần táp ly cánh này khá là đẹp, cảm biến lùi này. Đó. Với chiếc xe này thì đâu đó khoảng cuối năm ngoái thì nó mức giá vẫn hơn 300 cơ. Hiện tại thì bây giờ xe cổ cũng đã giảm rất nhiều rồi. Cái dòng xe này thì máy dầu nên là giờ cũng khá là hot. Dầu rất là rẻ, 17-18 nghìn thôi. Và dòng xe tự động này, gầm cao máy thoáng này, chở 7 chỗ ngồi và mức tiêu thụ nhiên liệu của em nó chỉ hơn 7 lít. Chiếc xe rất là hợp lý quý bạn nhé. Trang bị khóa điện này. Một chiếc xe phục vụ cho gia đình, tránh mưa, tránh nắng, bảo vệ sức khỏe. Ngoài ra thì nó còn lâng tầm con người lên các bạn nhé. Lâng tầm con người lên. Nếu quý vị các bạn mà mua xe về kết hợp đi gia đình hoặc là kinh doanh, đấy, đi một chiếc ô tô nó sẽ khác hoàn toàn. Và những cái đồ công việc, ví dụ như là phục vụ cho công việc thì cũng các bạn để trên xe nó rất là gọn gàng, đấy. Không sợ lo mất nhé, không sợ lôi thôi. Vâng, đây là phần tổng quan khoang máy của chiếc Ford Edge sản xuất 2008, phiên bản số tự động, máy dầu turbo tăng áp 2.5 lít, công nghệ TDCi Durator, máy dầu turbo tăng áp 2.5, máy đặt dọc dẫn động cầu sau, đi đường trường thì miễn C. Đấy, dòng Innova thì cũng có cái hệ chuyển động giống như Ford Everest này, dẫn động cầu sau, chạy đường trường cực kỳ là hợp lý. Máy số zin nguyên bản, máy nổ rất là giòn và êm nhé. Đây là cụm chi ABS, phanh đĩa ABS chống bó cứng, chống trơn trượt này. Đấy, hệ thống pha xỉ này. Mức tiêu thụ nhiên liệu của khối động cơ này là hơn 7 lít dầu nhé, hơn 7 lít dầu. Cái dầu nó rẻ hơn xăng đến 45.000 như vậy nhá. Máy nổ êm, khô ráo sạch sẽ. Vâng, một chiếc Ford Everest sản xuất 2008, phiên bản số tự động, máy dầu một cầu 2.5 lít đấy, chạy diesel. Đấy, dòng xe này thì chỉ có hết 7 lít rưỡi, hơn 7 lít dầu thôi. Dầu chỉ có 17-18 nghìn, rất là tiết kiệm nhiên liệu. Quý vị các bạn đã sử dụng một mẫu xe 7 chỗ gầm cao, bền bỉ và tiết kiệm. Vâng, quý vị các bạn mà quan tâm có nhu cầu sử dụng mẫu xe này thì liên hệ cho Khánh theo số điện thoại 0818 733 286.
hoặc là kết bạn Zalo với em để biết thêm chi tiết về chiếc xe này, cũng như có thể đến trực tiếp cửa hàng để trải nghiệm xem xe và lái thử. Vâng, xin để kết thúc video đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị các bạn đã đồng hành ủng hộ kênh ô tô hay. Xin chúc quý vị các bạn luôn mạnh khỏe, cuộc sống thật nhiều vui và luôn thành công cho cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video tiếp theo.